Có một quyển sách mà Cam nghĩ rằng không ít bạn ở đây chắc đã đọc qua rồi, đó chính là quyển Bước chậm lại như thế gian vội vã. Và có một đoạn trích ở trong này Cam rất là thích. Có câu nói, mắt Phật chỉ nhìn thấy Phật, mắt lợn chỉ nhìn thấy lợn, còn mắt tâm hồn của ta nhìn thế gian ở trạng thái như thế nào thì thế gian mà ta nhìn thấy sẽ giống y như trạng thái ấy. Tóm lại, tất cả mọi chuyện không phải chỉ là lỗi của thế gian. Căn nguyên của những cảm xúc tốt, xấu, mệt mỏi, cô đơn của ta về thế gian này có thể là do chính ta đã tự gieo trong tâm trí mình. Dù là một cách có ý thức hay là vô thức, bạn hãy nhìn xem. Nếu tâm trí bạn nghỉ ngơi thì thế gian này cũng nghỉ ngơi theo bạn. Nếu tâm trí bạn hạnh phúc, thế gian này cũng hạnh phúc theo bạn. Tâm trí con người và thế gian không phải là hai thứ tồn tại riêng lẻ. Trước khi bạn oán trách thế gian này, hãy cùng lau lại tấm kính của tâm hồn mình cho sạch đẹp. Và mọi người có thấy không, những cặp đôi yêu nhau luôn nhìn thế giới này với một màu hồng rất là đẹp. Và khi chúng ta buồn, chúng ta cô đơn, chúng ta thất bại thì thế giới này trở nên u tối hơn. Có phải là chính tâm hồn của chúng ta sẽ quyết định thế giới bên ngoài? Chúng ta không thể thay đổi được thế giới thực bên ngoài, nhưng mà chúng ta có thể thay đổi được thế giới bên trong mình. Mọi người hãy nhớ nha.